Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở lần video này thì sau cái ngày hôm qua Khải mở 100 ngọc lục thần anh em, thì Khải cũng thu được một số ít đồ, như Khải bán được ít đồ như là đôi giày này, rồi nón này, đôi giày mắt pin 6 dòng này, cũng khá tương đối đẹp. Rồi nón cũng mắt đẹp đẹp, mắt đẹp luôn. Đó, sinh khí cho ngon các kiểu, rồi nón thủ lý làm chậm. Này, rồi nón, giày, đánh lưng. Nói chung là ở video này thì Khải bán đôi giày này nha anh em. Đôi giày này Khải bán với giá 3 triệu hơn nha mọi người. Nói chung là không lỗ này mà. Khá đẹp không lỗ luôn. Trong hôm qua Khải tốn một mớ tiền thì Khải thu được cái món này này mà. Thu được món này. Được đôi giày này và Khải ra này bán được hơn 3 mét nha anh em, hơn 3 triệu nha anh em. Đó, cho anh em xem kỹ đôi giày, quá tuyệt vời luôn. Hiện tại ở server này server đồ xanh nha. Server đồ xanh hoàn toàn 100%, và những đôi giày như thế này thì nó không khác gì một đôi giày tím luôn anh em. Nên là chắc chắn là những cầu thủ họ mua về đỡ, một là để dành set Newton, hai là set hiệp cốt, hoặc là thứ ba đó là set đẹp nhất, đó là set ăn ban đó. Tại vì những đôi giày này thầy nghĩ quá đẹp nên không gì để chơi luôn. Biết đúng mạng hay không được hay không anh em đợi chút nha. Xong. Rồi, xong nha anh em. Quá tuyệt vời. Đó, một đôi giày chống 40 dòng 1, tốc 33, sinh lực lực, sinh khí 17 và kháng hỏa 15. Chốt với giá hơn 3 mơ. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Ok, và ở những cái series tiếp theo, Khải sẽ tiếp tục gom ngọc lục thần đây anh em ạ. Ngọc lục thần và cũng như là gom điểm tống kim, gom tiền vàng, rồi Khải sẽ bói đồ tiếp tục, cũng như là một là sẽ sang làm bài boss xanh, hay là bói đồ xanh trên cái ngọc lục thần này cho anh em xem tiếp theo nha. Anh em xem những video như thế này thì đừng quên ủng hộ cho Khải nhiệt tình, thì Khải sẽ cố gắng đầu tư cũng như là cố gắng làm những video hấp dẫn cho anh em xem tiếp theo nha. Cảm ơn anh em đã xem video này và chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và đừng quên Khải hay livestream vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha anh em ơi. Anh em nào rảnh rỗi thì có thể ghé lên kênh YouTube hay kênh Fanpage Duy Khải Gaming để có thể xem live và ủng hộ chơi nha anh em ơi. Bye bye.